Câu chuyện chuyến phiêu lưu của giọt nước nhỏ. Người mình nặng nề quá. Chú mây không biết phải làm thế nào với cơ thể to lớn của mình. Những giọt nước dồn vào quá nhiều. Chú mây không thể chịu được nữa và bắt đầu đổ mưa. Cháu thích ở trên trời cơ, xin đừng đẩy cháu xuống. Giọt nước nhỏ hét lên trong sợ hãi. Hẹn gặp lại sau khi cháu kết thúc một chuyến đi tuyệt vời dưới mặt đất nhé. Cháu có thể quay lại bầu trời sao? Đương nhiên rồi. Rào 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 rào, mưa rơi xối xả xuống mặt đất. À! Giọt nước hét lên. Mùi kinh khủng quá. Phải làm thế nào đây? Giọt nước bị rơi xuống ống cống mất rồi. Ở đây bẩn quá. Giọt nước vốn sạch sẽ đã trở thành nước bẩn. Làm thế nào để trở thành nước sạch đây? Giọt nước tiếp tục bị cuốn đi. Tóm, vừa thoát ra khỏi ống cống, giọt nước đã lại rơi vào dòng suối và trở thành nước suối. Lạnh quá. Nước suối rất lạnh. Dòng suối gặp một con lạch nhỏ. Những chú vịt con kia mới dễ thương làm sao. Giọt nước rất thích thú với những chú vịt đang vừa bơi lội vừa chơi. Rồi cô bé lại chảy vào một dòng sông. Wow, dòng sông rộng lớn quá. Giọt nước chơi vui vẻ cùng với những chú cá. Đây là nơi nào vậy? Đó là một nơi rất yên tĩnh và tối đen như mực. Mình chẳng nhìn thấy gì cả. Giọt nước rất lo lắng. Đột nhiên, giọt nước bị trượt xuống dưới theo một cái cống dài. À! Giọt nước hét to và rơi vào một cái thùng lớn. Ồ! Lúc đó, xung quanh giọt nước rất ồn ào và có nhiều đồ giặt đang quay vòng vòng. Giọt nước không thể mở được mắt vì bọt xà phòng. Xoạt xoạt, vù, đồ giặt xoay tròn, giọt nước cũng xoay tròn. Ôi trời ơi, chóng mặt quá. Giọt nước ngất đi. À, ấm áp quá. Khi tỉnh lại, giọt nước rất bất ngờ khi thấy mình đang treo trên dây phơi. Ngọn gió mát mẻ nhẹ nhàng đung đưa dây phơi. Ánh nắng mặt trời ấm áp và gió mát mẻ. Đây thực sự là một nơi tuyệt vời. Cháu muốn ở đây thật lâu. Giọt nước nói với mặt trời. Không thể như thế được cô bé ạ. Chuyến đi của cháu vẫn chưa kết thúc đâu. Mặt trời biến giọt nước thành hơi nước. Sau khi biến thành hơi nước, giọt nước đã đi rất nhiều nơi. Có khi trở thành hạt sương ngồi trên tảng đá và chơi cầu trượt trên rễ cây. Có khi trở thành mảng băng treo lơ lửng dưới mái hiên nhà. Vào một ngày xuân ấm áp, dưới hình dạng hơi nước, giọt nước quay trở lại bầu trời. Cháu chào chú ạ. Giọt nước nhìn chú mây và vui vẻ chào. Giọt nước, chuyến đi thú vị chứ. Chú mây cũng vui vẻ chào giọt nước. Vâng, chuyến đi rất thú vị ạ. Lần sau chú hãy cho cháu xuống cánh đồng hoa nhé. Ha ha, ta biết rồi. Cánh đồng hoa là nơi yêu thích nhất của các giọt nước mà. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Chào các bạn. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé lần sau nhé.